Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì mình đang có mặt ở góc giao lộ ngã tư Nguyễn Trãi cắt với góc Trần Phú cắt với Nguyễn Tri Phương. Hướng này thì chúng ta sẽ đi vào con đường Trần Hưng Đạo. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin mời quý cô chú anh chị chúng ta sẽ đi về phía khu vực chợ lớn để coi những các cái hình ảnh cuộc sống thực tế những ngày gần đến lễ Tết Trung Thu. Đây chúng ta đang có mặt trên con đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa là đường Đồng Khánh. Trời thì bây giờ thỉnh thoảng cũng có những các cái hạt mưa nho nhỏ, dạng như là mưa bóng mây. Và thường là cứ mỗi cái dịp gần tới Tết Trung Thu thì khu vực chợ lớn lại trang hoàng rất là đẹp, với những các cái đèn lồng màu đỏ này, rồi các cái đồ chơi Tết Trung Thu, những cái chiếc đèn ông sao, những cái đèn cù. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa quý cô chú anh chị mình cùng đi về phía khu chợ lớn để xem những cái hình ảnh buôn bán gần Tết Trung Thu. Bên cạnh đó thì Tuấn Dương cũng sẽ mời quý cô chú anh chị chúng ta đi qua cái khu phố Hải Thượng Lan Ông, một cái khu phố mà cũng chuyên bán đồ chơi Trung Thu. Đường Trần Hưng Đạo khúc này đó, ngày xưa người ta gọi là đường Đồng Khánh. Đây là góc đường Triệu Quang Phục cắt với con đường Trần Hưng Đạo. Quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra đường Hồng Bàng. Đây là con phố Lương Nhữ Học, đường một chiều. Bên kia là các cái cửa hàng bán những các cái khánh. Đồ Trung Thu thì Tuấn Dương cũng chưa thấy có nhiều. Còn phía bên tay phải này các bạn, là cái khu vực này thì đang rào chắn lại, căng dây, rồi cảnh báo là khu vực nguy hiểm. Rồi những cái cửa hàng này thì họ cũng đã di rời đi rồi. Cảnh báo khu vực kết cấu yếu, nguy hiểm, cấm sụp đổ, cấm lại gần. Ở trước mặt chúng ta đó đang là giao lộ đường Trần Hưng Đạo cắt với con đường Châu Văn Liêm. Châu Văn Liêm thì ngày xưa có tên là đường Tống Đốc Phương. Đây, trước mặt cô chú là trung tâm thương mại Đại Quang Minh. Đây, những các cái đèn lồng Trung Thu này, hình con cá,
hình con bướm, con thỏ, con cá, con thỏ, con bướm, lân đã bắt đầu bày bán rồi. Phải ở đường Hải Thượng Lãn Ông. Đây các bạn nhìn này, nó bắt đầu bán đồ trung thu rồi. Đó, hình con cá rồi mấy cái lồng đèn. Trung thu bán lâu chưa đồ em? Đồ trung thu bán lâu chưa em? Mấy ngày rồi? Tháng mấy rồi? Tháng mấy rồi? Sớm quá. Rồi, cảm ơn. Họ đã bán cỡ tháng mấy rồi. Phố này bán sớm rồi. Đây, những cái là đèn lồng trung thu này, hình con bướm, con cá, nhìn rất đẹp nhé. Phố lồng đèn Hải Thượng Lan Ông thì chưa bán mà phố này đã bán rồi. Đó, hình con cá, con chim, con vịt rất là nhiều, có cả cá to, cá nhỏ. Lồng đèn hình những cái con cá mực, những cái lồng đèn nhìn rất là đẹp, dễ thương. Thì bây giờ mình sẽ đi về phía khu chợ lớn nha các bạn. Bên tay trái của Tuấn Dương là khu chợ Kim Biên. Bên phải là con đường Đỗ Ngọc Hạnh. Khu chợ lớn thì buôn bán, mua sắm tấp nập. Các bạn nhìn này, những cái cửa hàng bánh trung thu Kinh Đô, Như Lan. Tuấn Dương mới đi Tây Nguyên về, lên trên đó trời ơi thấy vắng người quá. Đi hoài mà không thấy người luôn. Còn ở thành phố các bạn nhìn xe cổ quá trời đông luôn. Đây, khu này là phố trầu cau này, chuyên bán trầu cau rồi bánh, các loại bánh đám cưới. Người Việt Nam mình thì trước đây có cái câu là lá trầu là đầu câu chuyện. Ngày xưa thì người ta còn hay ăn trầu cau. Bây giờ một thời gian thì người ta ăn cái món là kẹo cao su. Đây chúng ta sẽ đi vào khu chợ lớn. Đây đang là đường Nguyễn Hữu Thận, mặt trước của quý cô chú anh chị đang nhìn thấy đó là cổng chợ Bình Tây. Giờ chúng ta sẽ
đi phía cổng chính. Đó, cấm dừng đậu rồi buôn bán. Đây, mình sẽ quẹo phải. Bà con cô bác để xe ở đây để vào lấy hàng này, để chở đồ. Sài Gòn ngày hôm nay thì nắng nóng. Ở trên Gia Lai thì nhiệt độ vào khoảng 22 độ, khá là mát. Rồi tới mấy khu này là bán đồ khô, tôm, cá. Con đường này cô bác nhìn thấy là mọi người buôn bán là các khô gà, khô bò, khô cá mực, khô cá sặc, tùm lum luôn. Đây, có mấy bạn nước ngoài đi về này, giơ giơ cái điện thoại để quay gửi cho bạn bè biết tôi đang có mặt ở Sài Gòn. Rồi ở Chợ Lớn thì có cái khu này đang bị giải tỏa này. Đây các bạn nhìn này, những cái khu này là nhà cửa tạm bỡ thôi. Có nhiều nhà thì bị gỡ rồi. Đây đang là con đường Phan Văn Khỏe. Nhà tạm này là trong tương lai cũng sẽ bị di dời. À, khu vực siết chặt lập lại trật tự đô thị. Có nhiều những cái ngôi nhà đã bị tháo dỡ rồi. Cấm đổ rác, ai mà vi phạm thì phạt 1 triệu đồng mà rác đổ quá trời luôn. Đây, những cái căn nhà này đã một số thì bị giải tỏa di dời. Một số những cái nhà tạm này chắc là trong tương lai gần nữa là cũng sẽ bị di dời, nhưng bà con bây giờ cứ nán lại để buôn bán. Nguyên cái khu này là trong tương lai có thể người ta cũng sẽ giải tỏa. Mình thấy có một số nhà ta đã dọn đi rồi. Ở khu vực này buôn bán tốt lắm nha các bạn. Hết là các cái đại lý hoặc các cửa hàng ở các nơi về đấy lấy. Chừng nào mà ta xây như những cái căn nhà phía trước mặt này này, những cái căn nhà to đẹp đó thì mới không phải giải tỏa. Còn đây là bị nham nhở này, tháo dỡ phá. Đây, các cái khu này cũng là giải tỏa. Nhà cửa là tạm bỡ, người ta bịt tôn để ta tạm thời kinh doanh thôi.
đây, một số những cái khúc ở góc ngã tư này các bạn, là người ta cũng đang phá dỡ. Chờ cái xe này sao nó lại lật này ta, lật bổ nhào luôn. Xe này bị đổ lật nhào luôn. Đây ta giải tỏa để ta làm bờ kè các bạn. Đây đang là góc của đường bãi sậy cắt với cái đường Chu Văn An. Bên kia là các cái khu nhà tạm, bên kia cái mương mà đang kè đó, đó là những cái nhà tạm thì chuẩn bị cũng sẽ được giải tỏa. Giải tỏa xong thì ta làm những cái bờ kè cũng rất đẹp các bạn ạ. Các kiểu toàn nhà tạm không á. Khu vực này chắc là bà con một là không có giấy chủ quyền, hai là nằm trong cái khu vực quy hoạch giải tỏa di dời. Đây là góc đường Phạm Đình Hổ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường Phạm Đình Hổ. Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi ra con đường Tháp 10 về phía chợ lớn, sau đó thì chúng ta sẽ đi tới cái khúc chợ Kim Biên. Đây chúng ta sẽ quẹo phải. Đây các bạn nhìn góc đường Lê Tấn Kế cắt với đường Tháp 10. Đây đang là đường Tháp 10.
cái tiệm bánh trung thu này, Kinh Đô, Như Lan, Đồng Khánh. Đây chúng ta chuẩn bị tới cái ngôi chợ Kim Biên. Đây, được Kim Biên cắt với Hải Thượng Lan Ông. Rồi mình chắc mình sẽ tạm dừng ở đây để hỏi mua ít đồ.